chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình quay một cái clip ngắn gửi tới tất cả các bạn. Là bữa giờ là cái điện thoại của mình nó bị hư rồi các bạn ơi. Bị hư rồi. Mình phải bán xác cho người ta luôn, không có quay được cái video bữa giờ các bạn ơi. Đó, hơn là mình còn một cái điện thoại cũ mình sử dụng, cho nên ngày hôm nay quay. Các bạn có thấy là để ý cái kênh mình bữa giờ là không có đăng video mà vlog mới không? Chỉ đăng được hai bài hát á. Rất nhớ mọi người luôn, nhưng mà điện thoại bị hư rồi. Hôm nay là quay video thông báo cho các bạn. Điện thoại đó hư rồi, thành ra là cái micro mà tự chế của mình nó cũng hư theo luôn. Bởi vì bây giờ là không có sử dụng được luôn, nên mình lấy cái điện thoại cũ của mình quay lại. Nó không có micro cho nên nó ồn. Ngày nay quay chia sẻ các bạn thấy cảnh xung quanh không? Rừng núi Hòn Sơn, ngày hôm nay mình có chuyến đi rừng. Mà tiếc một cái là điện thoại bị hư rồi các bạn ơi, không có quay video được, rất là tiếc luôn. Cho nên làm cái vlog ngắn này là chia sẻ các bạn biết lý do là sao bữa giờ mình không có ra video được nha. Thì trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng mình mua một cái điện thoại khác để mình tiếp tục mình làm vlog nha các bạn. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha, đừng ai bỏ mình nha. Thực sự rất buồn luôn, ăn ở đâu có ác gì đâu mà sao bị nghiệp liên tục các bạn ơi. Hư cái này, hư cái nọ rồi bây giờ là coi như là hết thiết bị để làm luôn á các bạn. Rồi, các bạn tiếp tục ủng hộ mình nha. Quay clip ngắn này chia sẻ cho các bạn biết. Rồi, đúng 2.000 sub, mình hứa với các bạn đúng 2.000 sub mình sẽ làm một cái chuyến sinh tồn trong rừng. Đó, các bạn thấy cảnh này không? Ngày hôm nay là mình đang đi để mà đi trước để mình coi thử cái địa thế ở đây nó như thế nào nha các bạn. Đúng 2.000 bạn đăng ký, hiện tại bây giờ là 1.814 người rồi. Nói chung còn khoảng 100 mấy chục người đăng ký nữa. Các bạn nhanh tay đăng ký kênh nha, bấm cái chuông kế bên luôn để nhận được thông báo nha. Đúng 2.000 sub mà mình thông báo trên kênh mình luôn, đúng 2.000 sub mình sẽ làm một cái chuyến sinh tồn trong rừng, quay cái cảnh rừng núi cho các bạn xem. Bây giờ mình tiếp tục mình đi để mình coi cái đường nó như thế nào trước nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha, mình sẽ cố gắng mình làm, mình mua một cái thiết bị mới để mình quay vlog chia sẻ các bạn. Rất nhớ mọi người luôn á. Chào tất cả các bạn nha.